sau sự việc về hàng trăm trẻ ở mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh có dương tính với sán lợn. Nhiều phụ huynh ở Hà Nội khá lo lắng, bất an với bữa ăn bán trú ở trường. Tuy nhiên, không nhiều phụ huynh nắm được quy trình đưa thực phẩm vào trường học, cũng như quyền được giám sát bữa ăn của con mình. Gia đình cũng thấy là cái môi trường mầm non và mẫu giáo ở Hà Nội, ở Việt Nam mình ấy, thì là khi mà các cháu đưa vào đấy thì là cũng có nhiều cái chuyện xảy ra không đáng có, ví dụ như là cô giáo đánh trẻ hay là thực phẩm các cháu ăn hàng ngày ấy không được đảm bảo, nên là mình cũng chưa đưa con đến trường. Nên thực ra về cái việc mà giám sát thực phẩm như thế thì mình cũng chưa rõ lắm. Thường thì hầu như là chúng tôi làm những ngành này cũng rất là vất vả. Thời gian thì hầu như là không có, thường các con thì cứ ở đấy các thầy cô chăm sóc cho, cũng không được biết trực tiếp lắm. Nhưng mà bệnh dịch thì mới phát gần đây thì nhà chúng tôi cũng lo lắng nhiều hơn và thường xuyên kiểm soát là điện thoại thôi. Buổi sáng thì phụ huynh ở trên này chỉ đưa các con đi học thôi, chứ không được giám sát những cái món nấu ở trong bếp thôi, mình chỉ nhìn qua ở ngoài thôi chứ không được nhìn trực tiếp. Thực ra là phụ huynh thì cũng khó để kiểm soát được cái đấy, tất cả là tin tưởng ở nhà trường hết. Thực tế, quy định về tổ chức bữa ăn bán trú trường học khá chặt chẽ, từ khâu cung ứng thực phẩm đến quy trình chế biến giám sát. Theo đó, nhà trường phải hợp đồng với một đơn vị cung ứng thực phẩm có đủ tư cách pháp nhân, tuyệt đối không được tự ý mua thực phẩm trôi nổi. Nhà trường và phụ huynh có trách nhiệm giám sát chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến và lưu mẫu thực phẩm hàng ngày. Đối với khâu nhập buổi sáng thì thứ nhất là nhà trường sẽ phải có 4 người. Thứ nhất là đại diện cha mẹ học sinh, thứ hai là một người của trong ban giám hiệu của nhà trường, thứ ba là một nhân viên kế toán và thứ tư là cô nuôi hoặc là nhân viên y tế sẽ cùng nhập hàng. Sau sự việc xảy ra tại trường mầm non Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh, nhiều vị phụ huynh mới biết được rằng quyền giám sát bữa ăn trong đó không thể thiếu thành phần của ban phụ huynh. Điều quan trọng nhất lúc này là cần phát huy quyền giám sát trách nhiệm của ban phụ huynh để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho chính con em mình.